Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm sâu về số ca COVID-19 mới, cũng như về số ca tử vong trong những ngày vừa qua. Hiện toàn thành phố này đã đạt cấp độ là vùng xanh và giờ nơi đây đã không còn truy vết gắt gao những người được nghi vấn là tiếp xúc ca lây nhiễm COVID ngoài cộng đồng nữa. F0 cứ là F0. Còn cái người bình thường mình không tiếp xúc cũng không phải là F1. Đấy, nó nhà bình thường với nhau thì đâu phải năm một đâu, cho nên nhà nước là mình ngày xưa là cứ ngăn sông cấm chợ, thực hiện cái chế độ như ngày xưa là ngăn sông cấm chợ, rồi trong cái hẻm này có một người F0 là rào luôn cả cái hẻm đó luôn. Giờ người dân đang chích ngừa thêm mũi 3, thuốc chữa trị cũng đáp ứng, cho nên chỉ cần đẩy mạnh ý thức tự phòng dịch. Đừng có nói là F0 F1, bây giờ F0 F1, bây giờ nó ra cái chủng loại mới nữa rồi làm sao mà quản lý hết, hoặc là truy vết cái gì làm như tội phạm truy vết, có thấy mặt nó đâu, cái con vi trùng virus này có thấy mặt nó đâu mà nó sát thủ vô hình đó. Bây giờ cho nên mình tự phòng thủ cá nhân của mình đi. Theo ông Bình, giờ chỉ cần kêu gọi ý thức cá nhân trong bối cảnh bước sang năm thứ ba phải sống chung với dịch giả. Bởi vấn đề ở đây, theo nhận xét của cựu viên chức Phạm Duy Phúc, thì ở 2 năm Covid trước đó đã cho thấy cách kiểm soát dịch giả không mấy hiệu quả, đưa đến tổn thương quá nhiều. Người F0 anh bị khớp kéo không em, anh cứ canh đi, anh kéo cửa lại, anh treo bảng lên. Còn để những người ở trong đó thì để người ta còn đi làm ăn, ta còn phải no cuộc sống chứ. Nhưng bây giờ đem rào tùm lum hết cả, cho nên ngày xưa sinh ra cái chuyện dịch đại trà nó như thế, dân quen khổ nó như thế, cho nên nhà nước phải bỏ ra kinh phí rất thật là lớn. Nên cái sai lầm cái đường nối còn làm một ni nữa, sai một ni đi một dặn như vậy. Giờ khi Sài Gòn đã gọi là vùng xanh thì hãy tập trung cho kiến thiết lại đời sống kinh tế của năm hết Tết đến. Nên thôi bỏ đi cho sống chung với đại dịch mà phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái an toàn nhất là mình nên phòng vệ cái sức khỏe của mình và cộng đồng, gia đình mình. Ghi nhận diễn biến dịch giả COVID ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, sau 3 tháng gỡ bỏ lệnh giãn cách, số ca nhiễm mới đều đặn giảm và số ca tử vong vì COVID trong những ngày gần đây dưới 20 ca, giảm nhiều lần so với thời gian cao điểm dịch.